Mùa khô năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long khả năng còn kéo dài khoảng một tháng nữa, trời sẽ nắng nhiều và ít mưa trái mùa. Thời tiết này, ngoài việc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con, còn tiêm ẩn nguy cơ về cháy rừng cao, nhất là trong giai đoạn 10 ngày sắp tới. Dự báo thì độ ẩm ở đây hầu hết đều sẽ dưới 55%, nhiệt độ vẫn cao 32 đến 34 độ, có nơi nắng nóng 35 độ. Lúc này thì nhiều cánh rừng tràm ở miền Tây đang đứng trước nguy cơ cháy rừng. Và cũng theo cuộc Kiểm Lâm, hiện nay có 3 tỉnh, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau có nhiều diện tích rừng nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4, cấp nguy hiểm. Riêng An Giang còn nằm trong vùng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Bởi lúc này thì thảm thực bị khô nỏ, cây bụi và dây leo khô héo bám dọc thân cây trong rừng tràm như thế này thì rất dễ bị bắt lửa chưa kể là thời kỳ cao điểm của mùa khô, nước trong các kênh rạch bốc hơi nhanh, cạn dần, chỉ còn lại lớp bùn than nên cũng rất dễ bén lửa. Nếu sơ suất để xảy ra cháy thì ngọn lửa không chỉ cháy trên tán rừng mà còn âm ỉ ở phía dưới mặt đất. Công tác chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian hơn để dập tắt lửa. Cũng theo thống kê, có đến 80% các vụ cháy rừng xảy ra là do hoạt động của con người vì thế mà để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra bà con nên lưu ý không đốt nương làm rẫy không vào rừng lấy mật ong bằng cách dùng lửa trong giai đoạn này đồng thời cũng nên thường xuyên nạo vét kênh mương trong rừng bìa rừng để trữ nước tạo vành đai ngăn lửa